Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam, hội tụ những phẩm chất cao đẹp, đảm đang, nhân hậu, chịu thương chịu khó, hết lòng hết sức vì chồng vì con. Để tỏ lòng thành kính và tôn vinh công lao to lớn của bà, năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định khởi công xây dựng nhà thờ bà, nay là nhà tưởng niệm trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, quê gốc của dòng họ Hoàng tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Tôi là con cháu trong dòng họ. Hôm nay nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một sự tri ân của Đảng, Nhà nước về truyền thống đạo lý uống nước như nguồn của dân tộc và khơi thông dòng chảy lịch sử văn hóa của quê hương đất nước. Chúng tôi là con cháu trong dòng họ vinh dự là được gia dự và chứng kiến buổi lễ ngày hôm nay, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của dòng họ, lối trí tổ tiên các đời trước đã để lại cho con cháu tới ngày nay. Công trình mang đậm nét kiến trúc truyền thống, hài hòa với không gian cảnh quan làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ trong khuôn viên cũ của đình làng Vân Nội với tổng diện tích 4.377,6 m². Đây là một trong những công trình quan trọng của tỉnh thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, là nơi để các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh về dâng hương, thăm viếng, tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính trọng, mến phục trước những đức tính tốt đẹp, cả đời hy sinh cho chồng con và dâng hiến cho dân tộc Việt Nam, một người con vĩ đại, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định số 1555 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Bởi một cái vai trò là một cái người hàng ngày chăm sóc phần mộ của bà Hoàng Thị Loan, thì tôi cảm thấy rất là xúc động với cái việc là tôn tạo xây dựng lại công trình đền thờ hay là nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thì tôi nghĩ rằng đây không chỉ là một cái cách mà chúng ta thể hiện cái tình cảm đối với anh linh của bà, đối với anh linh của bác, mà tôi cũng mong muốn rằng là nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan ở Khoái Châu, Hưng Yên còn là một cái nơi để nhân dân địa phương, nhân dân toàn huyện, nhân dân toàn tỉnh hay là đồng bào du khách gần xa về đây để gửi gắm cái tâm tư tình cảm của mình, và là một cái địa chỉ giáo dục truyền thống hết sức ý nghĩa. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của di tích, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành, đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu triển khai dự án trùng tu tôn tạo nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư hơn 40,4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích nhà tưởng niệm, mua sắm nội thất, cây xanh và một số hạng mục khác nhà tưởng niệm, đầu tư cải tạo, nâng cấp đường vào nhà tưởng niệm. Trong quá trình triển khai dự án, huyện thành lập ban vận động tài trợ kinh phí, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, du khách thập phương và nhân dân chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí cùng với huyện triển khai thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Sau 6 tháng thi công, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn, đến nay công tác trùng tu tôn tạo các hạng mục và các công trình phụ trợ nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan đã hoàn thành. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của huyện Khoái Châu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến tiếp tục tăng cường quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích theo đúng luật di sản văn hóa và các quy định có liên quan, tăng cường hơn nữa năng lực, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử, di tích văn hóa, xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống di tích gắn với phương án quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn huyện, có phương án quản lý, phát huy tốt giá trị của di tích nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan trở thành địa chỉ đỏ, là điểm đến của du khách, tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo, tu bổ và phục hồi di tích. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trao bằng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan cho đại diện lãnh đạo huyện Khoái Châu, xã Hồng Tiến, thôn Vân Nội và tổ chức cắt băng khánh thành công trình.
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu trả lời của Bác đối với phóng viên báo Granma Cuba vào ngày 14 tháng 7 năm 1969. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi.